cảm xúc mà mình viết lên ạ. Thì mình có một bài mình viết trong khoảng thời gian mà mình nhớ người ta, nhưng mà mình không dám nói. Nghe ra nhá. Ok. Là gì nhỉ? Đâu có ai nói với em rằng tôi nhớ em. Đâu có ai nói với em rằng tôi nhớ em. Những ngày cô đơn cùng tiếng guitar buồn một mình chơi với tôi và đời. Đâu có ai nói với em rằng tôi nhớ em. Đâu có ai nói với em rằng tôi nhớ em. Vậy thì tôi ôm lại hết nỗi nhớ, gom trọn, xếp gọn vào lời ca, chỉ để em biết tôi